con ngọc tình bọn thôi cô con ông đọc lại một câu cũ. It is a cat. Đây có phải là một con mèo không? Yes, it is. Vâng, đây là một con mèo. No, it isn't. Không, nó không phải là một con mèo. You're a cat. You're a cat. Con mèo của bạn to hay nhỏ? It is big. Nó thì to. It is big. Nó thì to. Nó thì to. Nó thì to. Nó thì to. Is he big? Nó thì to. Is your cat in the bedroom? Yes, it is. No, it's in the bedroom. Con mèo của bạn ở trong phòng phải không? Yes. Yes, it is. Vâng, nó ở trong phòng. No, it isn't. Không, nó không ở trong phòng. Do you have a cat in the bedroom? In the bathroom. In the bathroom. Is your cat in the bathroom? Do you have a level in a? Do you have a cat? You have a cat. Bạn có một con mèo không? Yes, I do. Vâng, tôi có. No, I don't. Không, tôi không có. There's a cat. There's a cat. Tail. Con mèo của bạn có đuôi không? Yes, it is. Yes, yours. Vâng, nó có. Yes, yours. Vâng, nó có. No, doesn't. Không, nó không có. Do you live in a bigger house or small house? Ngôi nhà của bạn to hay nhỏ? Ngôi nhà của bạn to hay nhỏ? Yes. Ngôi nhà của bạn to hay nhỏ? I live in a big. Tôi sống trong một ngôi nhà lớn. Do you like your house? Do you like your house? Do you like your house? Bạn có thích ngôi nhà của bạn không? Yes. I do. No, I don't. Vâng, tôi thích. Không, tôi không thích. Không, tôi không thích. Yes, I do. No, I don't. Vâng, tôi thích. Không, tôi không thích. Do you like
play game. Do you like play game? Bạn có thích chơi game không? Bạn có thích chơi game không? Yes, I do. Vâng, tôi thích. No, I don't. Không, tôi không thích. Does he like cooking? Does he like cooking? Cô ấy đang nấu ăn phải không? Yes. Yes. Yes, she does. Vâng, cô ấy đang nấu. No, she does. Không, cô ấy không nấu. Can you see a hat? 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 Bạn đang nhìn một chiếc nón phải không? Yes. Yes, I can. Vâng, tôi đang nhìn. No, I can't. No, I can't. Không, tôi không nhìn. Goodbye, everyone.